Alo, Alo, chào anh. vâng Anh có giải nhanh tư vấn hộ em đi. vâng anh nói đi. Vâng, em là Huấn ở Thanh Hóa. Vâng, Thì là trước là cách đây mấy năm trước là bên FI nó mới giao cấp cho em một cái thẻ rồi là trong trị giá là 53 triệu. Thế rồi thì là em hỏi là bây giờ cái này là lãi suất như thế nào, nó tính chấm thì em mà tôi không hiểu chấm. Nói chung là lãi suất là tôi rút ra 1 triệu là tính tiền như thế nào, mà là 1 triệu thì tính tiền một ngày là 1.000. rồi Trước khi là hôm đó nhà em cần tiền em rút ra 12 triệu thì mấy hôm sau em gọi để chán bảo là bây giờ không có thì tôi cứ trả dần. Thế em bảo thôi trả dần cũng được. Nên là đâu là nhà em đóng lên đến mười mấy triệu á, là em đòi anh hết đồng, nó không cho anh hết đồng. à Em hỏi là bao nhiêu tiền để trả hết, chắc gần hết rồi, tính cả tiền lãi tiền gốc thì chắc là gần hết, còn 1-2 triệu nữa thì tôi trả luôn. Thì cuối năm rồi, giờ anh không cho em thanh toán. rồi Thế là sao cứ nhờ em đóng lên nó mất 22 triệu, tức là em bỏ thanh toán anh đòi em 28 triệu nữa. Em bảo sao mà tôi đóng quá nhiều tiền là vẫn còn 28 triệu là sao? Mà anh không biết tiền lãi à? Mà tiền lãi cái gì bây giờ? Tiền lãi các cô bảo tôi là có 1 triệu, có 1.000 đồng một ngày mà tôi đóng biết bao tiền rồi. rồi Nghĩa là em bỏ một thời gian em không đóng nữa. Em bảo thì bây giờ đó, khi nào tính lại cái tiền lãi của tôi cái thì tôi sẽ đóng hết tiền luôn. Tôi không muốn rồi nợ dây dưa làm chi cả. rồi Nghĩa là đâu được nửa năm sau có nhân viên đến đòi nợ á. Thì anh bảo em là bây giờ là đóng rồi 4,8 triệu cho anh để anh xin giảm nợ cho, rồi còn 9-10 triệu nữa mà đóng thôi. Rồi em cũng nghe lời em đóng lên 4,8 triệu. rồi Rồi thì là nó sau đó là đóng xong anh cũng báo em là còn 20 mấy triệu, 24 triệu nữa. Rồi em bảo giảm nợ cho tôi cái kiểu chi mà bây giờ vẫn như thế, mà làm cái kiểu này thì tôi không có tiền đóng. Rồi tôi xin giảm nợ khi nào mà giảm còn tầm 10 triệu để tôi đóng cho. Thế mà nó vẫn không nghe. Thế sau đó là em mới bỏ bóng thời gian. Thế sau đó là có rất nhiều người gọi. Rồi. Rất nhiều người gọi cho em. Nhưng mà em bảo bây giờ đó, bên công ty tài chính FE là một ngân hàng, tại sao lại dám lăng mạ quấn con tôi, bảo là dọa dẫm con tôi thế này con tôi thế kia. Rồi. Thì là tôi bảo là bây giờ tôi nói thật một câu, ai cũng tất cả bây giờ tôi cũng chả muốn chi nợ, mà tôi đang muốn các người thanh hết đồng, thì tôi khỏi phải nợ mọi người kìa. Rồi. Đây là anh vẫn không nghe lời, anh còn dọa dẫm với em. Bảo là bây giờ đó tôi nói thật, trước khi mà tôi hỏi vay thì là nói tôi 1 triệu, thì tôi 1 triệu với 1.000 đồng một ngày thì tôi đã đồng ý cái điều đấy rồi, thì tôi biết là cũng như đi vay lãi ngày, thì tôi bảo là rẻ thì tôi mới vay thôi, chứ còn mà tôi biết cái kiểu này không bao giờ tôi vay. Đi vay người khác thì ngày 1 triệu ngày chỉ có 2.000 thôi, mà tôi rích trả lúc nào tôi trả. Mà đây là làm cái trò này là tôi không đồng ý được rồi đấy. Mà hơn là sẽ đe dọa tính mạng con tôi bây giờ đó. Cậu, tôi đồng ý trả hết 28 triệu nữa thì mọi người sẽ đưa cái thằng cu mà đe dọa con tôi ấy, ra ngoài đây cho tôi. Bắt nó xin lỗi con tôi đi, tôi trả luôn, chứ tôi không muốn dây dưa cả. Anh không làm được cái điều đấy cho em. Nhưng xong bây giờ hắn đưa em vào nợ xấu. Anh bắt em vừa rồi anh gọi cho em bảo là bây giờ đóng 13 triệu thì sẽ được xóa nợ xấu. Thì cho em bảo là lúc nào xóa được nợ xấu. Thì anh bảo là trong vòng từ 1 đến 5 năm. Tôi bảo là em bảo là bây giờ nói thật là anh chị á, em muốn xóa hẳn luôn nợ xấu, bây giờ có làm được không? Anh bảo đóng 28 triệu. Em bảo thì sao lúc nãy là có 13 triệu, bây giờ là 28 triệu rồi. Em bảo nếu anh muốn xóa luôn là 28 triệu. Như thì em bảo là tôi đồng ý ra 28 triệu, bởi vì là tôi nghĩ thì nghĩ lại là mất thì cũng đã mất rồi, coi như là tôi mất tiền. Đồng ý 28 triệu, nhưng mà lấy cái gì đảm bảo cam kết cho tôi trong 24 tiếng là sẽ dỡ được nợ xấu cho tôi. Nếu như có bên ban ngành ở tại Thanh Hóa này thì tôi cho tôi địa chỉ, tôi đến làm việc và tôi giao tiền cho người ta và viết giấy cam kết cho tôi. Và anh bảo là không thể làm được điều đấy. Anh cứ nói cái kiểu mập mừng là em bảo là nếu như vậy khi nào mà có xóa được nợ xấu hay điện cho tôi thì tôi rất muốn trả, như vậy không đâu, có nợ là tôi có trả. Nhưng mà cái khoản lấy cái tiền tôi ra tôi đã trả gấp đôi rồi đấy. Bây giờ tôi trả thêm 28 triệu là gấp 4 lần. Nữa thì các anh muốn làm sao anh cứ làm. Nữa vừa rồi hắn lại còn nhắn tin đến cho em là đe dọa em, rồi là không trả này, không trả kia, rồi nhắn tin rồi gọi điện. Thì là nhắn tin là bên công ty Hưng Thịnh cái gì đấy. Gọi điện cho em, nhắn tin xong bắt đầu là bảo là không trả được, là có ảnh người thân, rồi là không trả thì sẽ bị tạt axit, gia đình giết gia đình thế này thế kia. Thế em mới gọi điện này lại, em bảo
gọi điện lại em bảo chứ bây giờ nó thật là một câu á, tôi cũng muốn trả. Bây giờ các anh là xã hội đen thì tôi đồng ý. Nếu như các anh mà rút được cái nợ xấu tôi xuống thì các anh ra nhà tôi đưa tiền cho các anh. Và các anh phải viết một bản cam kết cho tôi là sẽ trong 24 tiếng rút nợ xấu xuống cho tôi. Cỡ nào tôi vẫn đưa tiền cho các anh. Ăn vào địch mẹ cái thằng này bố láo quen. 2 tiếng là ra không có tiền, đánh giết mẹ mình. Em bảo thôi rồi, đồng ý ok cứ ra đây tôi trả tiền. Theo anh thì bây giờ em phải nên xử lý như thế nào? Là nó chửi anh như vậy luôn hả? Vâng, em có ghi âm luôn. Ghi âm cuộc gọi em có, mà cái tin nhắn mà anh gửi về cho em, tất cả là tin nhắn em để hết trong máy luôn. Thì sau cái cuộc gọi này thì anh gửi cái ghi âm nó sang để em làm cái tư liệu để em phản ánh. Cái thứ hai nữa là em sẽ trả lời cho anh một vài vấn đề liên quan đến cái anh đang hỏi nè. Vâng. Thứ nhất về cái vấn đề thẻ, cái thẻ đấy thì đúng ra ấy, là 1.000 một ngày, 1.000 đến 1.300 một ngày là đúng này. Nhưng mà anh chỉ được sử dụng nó trong vòng 45 ngày thôi. Vâng. Đấy, thì sau 45 ngày anh phải nộp lại cái số tiền đấy vào thì cái lãi của nó rất là thấp. Nhưng mà hiện tại là cái thằng nhân viên của nó ấy, nó lại lấp liếm, bởi vì sao? Khi mà anh trả hàng tháng ấy là anh chỉ trả cái dư nợ tối thiểu thôi. Cái số tiền đó là dư nợ tối thiểu cộng với một tí tiền gốc thôi. Nhưng mà cái tiền gốc có của nó lại là... tính nên là đâu? Có những tháng là em lên 2.500.000 mà có những tháng là 1.700.000 đấy. Có những hầu như trong cái vòng rủi ro, trong cái vòng em tính đi được không, mà đều trong vòng là một tháng phải tầm 2 triệu. Cái đấy là bao gồm tiền anh trả chậm là một này, tại vì đúng nguyên tắc là anh phải trả số tiền đó vào trong vòng 45 ngày nhưng mà anh không trả này, bởi vì là nó cứ lấp liếm để nó lấy tiền lãi của anh đấy, nó cứ lấp liếm, nó không có cho anh thanh tín lý gốc là bởi vì nó muốn duy trì anh để lấy tiền lãi, còn chứ anh đóng thẻ vào xong là anh hết, anh không có đóng tiền cho nó nữa nên là nó không có lấy được số tiền lãi. Đó, thì anh nghĩ là vậy đấy, nên là cái vấn đề mà thẻ là như vậy. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà nợ xấu ấy là 100% là không xóa được, và những cái người mà đang đi làm việc với anh là bên đơn vị thứ ba, em chưa biết nó là ai, nhưng mà việc mà nó giả danh Hưng Thịnh thì em đã từng làm video này rồi. Thứ nhất là công ty Hưng Thịnh hay Song Long nó không nhận những cái khoản nợ mà của bên công ty tài chính đưa sang, bởi vì những cái khoản nợ công ty tài chính đưa sang mà bản thân là anh với cái đơn vị công ty FE ấy, hoặc là bên điểm nào đấy, đấy là anh không có ký giấy đàng hoàng, mà thậm chí là nó cấp thẻ cho anh là không có ký hợp đồng nào luôn. Đấy là một. Ừ, đúng anh. Nên là công ty Hưng Thịnh hay là Song Long nó không nhận những khoản nợ này, mà bọn nó đang giả danh Hưng Thịnh và Song Long. Cái vấn đề này em đã từng cảnh báo một lần rồi. Em đã trực tiếp gọi cho bên chỗ các đơn vị mà em đang vừa kể rồi, hỏi xác thực là bên ấy không nhận nợ này. Bên đó chỉ nhận những khoản nợ là giữa vay tiền ở ngoài xã hội giữa người này và người kia thôi, chứ còn công ty này với đơn vị khác thì cái đó là pháp luật làm việc, chứ bọn những anh em nó họ không có nhận. Còn một cái vấn đề mà anh bảo là bây giờ chỉ cần 2 tiếng hoặc xóa nợ hoặc là 1-2 ngày, nó không làm được, bởi vì là hệ thống của anh bây giờ là đã hệ thống đã ghi nhận cái nợ xấu của anh rồi. Đúng nguyên tắc anh trả hết trong 5 năm sau nó tự trôi đi, cái nợ xấu nó tự trôi đi. Chỉ may chăng là bên công ty nó sẽ làm một cái thông báo là anh đã trả hết số tiền đó và nó đánh dấu vào để anh cầm cái đó để anh đi làm những cái việc khác ở ngoài kia, ví dụ như anh đi đóng thuế hoặc gì đó thôi, ví dụ như thế. Chứ còn là khẳng định với anh là nợ xấu của anh bây giờ không xóa được, mà anh trả xong 5 năm sau mới tự nhiên nó bị trôi đi thôi. Đấy. Nhưng mà cái đó nó phải ghi nhận trên hệ thống, còn bây giờ mà anh cầm tiền anh đưa cho những người này là nói 100% luôn, tiền này của anh là mất luôn, nó không có nộp bên công ty. Mà anh muốn nộp là anh phải gọi lên cái tổng đài FE, cái này là thẻ anh, thẻ FE đúng không? Vâng, FE màu xanh anh. Anh phải gọi lên cái số 1900234588, anh hỏi thẳng luôn bây giờ tôi muốn tất toán cái hợp đồng này, tất toán được hay không? Nếu mà nó báo là nó đã bán sang bên thứ ba rồi và anh liên hệ bên thứ ba thì anh đàm phán lại với bên thứ ba luôn là cái số tiền của tôi ấy là tôi trả từng đó rồi, 28 triệu này tôi không trả, 15 triệu được không hoặc là 10 triệu được không? Nó mà đồng ý thì bắt buộc luôn anh phải gọi điện thẳng lên thằng tổng đài để anh làm rõ cái vấn đề này, còn không á là anh phải gặp trực tiếp nó, ba mặt một lời, có công an đứng làm chứng luôn thì anh trả, còn không thì anh không nên trả cái số tiền này, bởi vì nó rất là rủi ro. Gặp cái thằng tốt, công ty mà có dấu mộc đỏ nó viết giấy cam kết vào nó đi trả tiền cho anh thì tốt, còn không trả tiền ấy thì là rủi ro của anh, sau này nó lại đòi, giống như trường hợp vừa rồi này, nó bị anh bị nó câu cho mấy lần rồi, mất bao nhiêu lần tiền rồi đấy nè, nó chỉ hứa để nó lấy tiền về thôi chứ còn nó không có hỗ trợ cho anh được đâu. Đấy là thì nó mà em vay được mấy ngày, được lâu, được tầm 10 ngày là em đòi thanh lý tiền luôn, bởi vì 10 ngày sau em có tiền là em trả luôn thôi. 10, em tính tiền lãi 10 ngày đấy. Thì cái lãi của nó lấy của anh rất là ít nên là nó không có đồng ý đâu. Đấy, thành thử là nó cứ dụ dỗ anh để anh đóng tiếp và đóng rồi dần dần. Cái thẻ này nếu mà anh đóng cả đời cũng không hết, khẳng định với anh luôn. Hôm qua vừa trao đổi với một anh luôn, đóng mất 2 năm mấy đây mà tiền còn tăng lên anh vay 10 triệu.
về đóng hơn 2 năm rồi, đóng cả 20 triệu rồi. Thì bây giờ nó bảo tiền lãi, còn bây giờ anh muốn thanh lý là hết 18 triệu nữa cơ. Nên là anh đấy bây giờ anh ấy đang nhờ công an. Bây giờ nếu mà tụi nó xuống, anh cứ gọi thẳng công an ra để làm việc, công an làm chứng, ok, ký vào, tấm cái mộc vô thì trả, còn không thì thôi. Còn tụi nó mà đe dọa hoặc là làm cái vấn đề gì thì anh cứ ghi âm lại, chụp lại cái màn hình tin nhắn, anh có thể làm một cái đơn nộp thẳng công an luôn, rồi công an nó sẽ ra xử lý nếu mà có bằng chứng đầy đủ. Còn trường hợp hôm đó em gọi điện cho nó thì nó bảo nó ở trong tỉnh ra, thì em bảo là em lừa nó, em bảo là nếu trong tỉnh ra thì cho tôi địa chỉ để tôi mang tiền vào tôi trả cho các anh, chứ các anh đe dọa người thân tôi sợ lắm, để tôi mang tiền vào tôi trả. Nó bảo là bây giờ mày đi vào trong tỉnh ra đến ngã tư thị trấn, mày gọi tao cho người mang ra đó mày vào. Thế em bảo không được, làm như vậy em không làm. Bây giờ anh cứ cho em địa chỉ cụ thể, em đi vào thì bây giờ anh cứ vua anh đánh tôi rồi anh lấy tiền mẹ của tôi sao? Đúng rồi. Em lừa hắn mà hắn không đồng ý đưa chỉ cho em. Thứ nhất là mà cái số điện thoại của nó em vẫn gọi được. Anh có ra đó thì anh cũng gặp một hai thằng vất ba vất vưởng ngoài đường nó nhờ thôi, không có hợp pháp. Cái thứ hai nữa là nó cũng không có xuống đó, mà nó đôi khi anh ra rồi anh cũng chẳng gặp được nó. Rồi hôm sau, tại vì nó dọa anh thôi, nó dọa anh là mục đích là anh ra ngoài anh đóng tiền cho nó thôi, chứ không có chuyện là mà nó đến tính ra tính giết gì ở chỗ anh đâu, nó lừa anh đấy, không có chuyện đấy. Nên là bây giờ là câu chuyện đây là em sẽ đưa ra hướng xử lý cho anh này. Vâng. Lát nữa anh gọi lên cái thằng, lát nữa sợ nó nghỉ rồi, ngày mai anh gọi lên cái số 1900 234588 ấy, anh đợi khoảng 15-16 giây ấy, anh nhấn phím 2, nhấn lần 1 chưa được, anh nhấn thêm một lần nữa là anh sẽ gặp tổng đài viên. Thì anh đọc cái số chứng minh của anh lên là nó kiểm tra số tiền anh còn lại. Thì anh trình bày luôn là bây giờ là tôi đóng thì đóng bao nhiêu tiền, là nó sẽ báo tiền chính xác cho anh luôn. Còn trường hợp thứ hai mà nó bán nợ đi rồi thì nó kêu là ghi nhận hệ thống của anh là không còn nữa. Thì lúc đấy là anh gặp trực tiếp từ kia đàm phán và phải gặp người thật việc thật. Còn cái việc chém giết thì xin lỗi anh là nó không có dám đâu. Bởi vì là nếu mà nó xuống thật thì anh cứ báo công an. Còn trường hợp mà nó xuống rồi là... anh báo, còn nó chưa xuống nó cứ lừa anh lừa. Bây giờ nó bảo là hôm nay là tôi xuống này, rồi anh đi báo công an. Rồi mai công an xuống không thấy tụi nó, khoảng 2-3 lần anh em công an cũng, tại vì dân sự mà anh em rồi lúc đấy mà cũng mất cái lòng tin đây, anh em không xuống nữa. Mà lúc đấy nó xuống thật thì gọi là không tới nữa. Nên là anh cứ xác định, nó xuống nhà, làm việc, có văn bản, có giấy ủy quyền của thằng FE. Ví dụ, nó là công ty đòi nợ Hưng Thịnh thực sự, thì nó phải có một cái giấy ủy quyền hoặc giấy bán nợ hoặc giấy giới thiệu gì của FE đi xuống đàng hoàng nói chuyện lịch sự. Chứ còn FE nói thật sự bản chất nó không bao giờ dám hùng hồ hồ kiểu này, bởi vì là chỉ cần phát hiện ra rằng FE nó sử dụng cái phương pháp này thôi, kiện nó tiền nó không có tiền mà để đền bù cái vấn đề này cho anh đâu. Nên là FE nó thường nó bán nợ, xong bên kia nó sử dụng cái nhiều cái phương án ấy là đòi nợ, nó mang tính chất sai phạm. Còn trường hợp FE nhiều khi nó bán nợ sang ấy, nó cũng chẳng bán mà nó chuyển hồ sơ sang thôi. Thì đấy cũng là một cái mình rất là khó làm việc với thằng FE. Nó làm rất là khôn lanh, nó làm những cái vấn đề chuyển nợ rất là khôn. Nên là anh cứ phải gặp trực tiếp nó, ba mặt một lời xem nó là ai. Ok, nợ của tôi này, anh công ty đó đúng không? Tôi trả cho anh này từng này này, được không? Được thì làm cái giấy nhận tiền của tôi, ký đóng dấu vào, công an làm chứng vô. Anh cứ gọi công an xuống làm chứng. Còn nếu mà không thì được thì hắn không ra, có nghĩa là hắn gọi trên điện thoại em thôi. Em bảo chứ bây giờ tôi trả nợ cho bọn anh thì bọn anh cho các cô, thì các cô phải làm như thế nào cho tôi một tí giấy tờ nào, chứ bây giờ các cô có bảo là tôi trả đi rồi đấy, các cô chuyển giấy tờ về tôi sau, với tôi bây giờ tôi thả gà tôi đuổi à? Nếu như mà nó không ra thì anh cứ làm một cái đơn lên trình báo công an ấy, viết bình thường thôi về cái nội dung mà hiện tại nó đang đòi nợ như vậy và tôi có ý trả nợ nhưng mà nó không có đồng ý cho tôi trả như vậy. Còn không hẹn nó xuống, còn nó không xuống thì thôi anh cứ đợi, khi nào mà nó xuống thì thể nào nó cũng xuống. Đến cái đoạn này, sau đoạn này là sẽ có người xuống thì anh sẽ làm việc đàng hoàng với nó, lúc đấy là trả nợ sau. Còn về vấn đề mà lãi tính trên trời trên cổ ấy thì anh cứ làm đơn tố cáo, không có phải lo lắng về vấn đề này. Còn đơn tố cáo là em có để trên trang YouTube của em á, anh vào đó anh cứ dựa trên đó anh viết cụ thể luôn, từng chữ từng nét một, không có thiếu cái gì, anh cứ viết theo như thế, thay tên đổi họ và thay cái số tiền của anh vào là được. À vâng. Nên là bây giờ anh cứ bình tĩnh anh xử lý, còn tụi nó gọi dọa là thay gì nói với anh chứ công an ở chỗ anh ấy, anh gọi một cái là anh em sẽ xuống hỗ trợ anh thôi. Vì sao? Các đơn vị công an cực kỳ ghét mấy cái thằng này, bắt được một cái là thôi phạt cho chết luôn ấy. Nên là anh cứ đúng yên tâm. Rồi, vì là cái đơn vị công an bên em là cũng bị bọn nó cho một ông tự nhiên đi mua cái máy trả góp, nick ông làm sao ông mua cái máy trả góp, cuối cùng bây giờ ông hắn cho ông nó vào trong nợ xấu luôn đấy. Rồi lên dọa ông ấy, ông bảo bây giờ mình cứ có thu thập gì đó mình cứ đưa tàu tìm một số người nữa là ta làm một phát luôn. Công an ở chỗ em bây giờ nhá,
đang làm về vấn đề mà cho vay trả góp này, cấp thẻ này, nghĩa là cái vấn đề thẻ của anh ấy, chỗ em mà chỉ cần nghe thẻ thôi gọi công an là lên luôn, thấy một phát là vào thẳng trong thế giới di động, đứa nào làm hồ sơ này hoặc là làm việc trực tiếp luôn, nên là cái vấn đề này anh cứ thu thập hết thông tin cho em. Còn lát nữa là cái video này em bỏ lên trên này thôi, nếu mà anh đồng ý em bỏ lên cho mọi người nghe, mà nó nghe đến, anh cứ bỏ đi, nó mà nghe được ấy là nó tự biết được, tại vì kênh em giờ tụi nó theo dõi hàng ngày luôn, nó thật với anh, nó nghe được, anh cứ bỏ lên. Từ ngày mai anh chẳng thấy ai gọi cho anh nữa đâu đó. Anh em đọc địa chỉ, em đọc họ tên em luôn, anh cứ cho lên, bởi vì em cũng thật, em cũng chán rồi, bây giờ em cũng muốn trả nợ chứ phải không muốn đâu, mình không muốn nợ lần gì, có vay thì có trả, nhưng mà bây giờ em trả gấp mấy lần rồi, nhưng bây giờ em vẫn muốn trả nữa để không phải dây dưa chi về nợ xấu của bản thân của mình, anh hiểu không? Đấy, cho nên là em vẫn muốn rủi ro, em đồng ý rủi ro em trả thêm nữa tiền, nhưng mà nó phải cam kết như thế nào cho em, chứ bây giờ em trả tiền xong cuối cùng nó lại không trả tiền, không gỡ được xấu cho em cũng như xong. Nợ xấu là anh không gỡ được, là nói với anh là 100% không gỡ được. Bản thân em đây còn chưa đi gỡ được nợ xấu chứ lấy gì mà bọn nó gỡ được. Nợ xấu nó chỉ có ra được một cái tờ thông báo lên hệ thống của JC là anh này đã trả hết nợ, nhưng mà khi mà anh trả hết nợ xong là anh không còn nợ nần gì nữa từ ngày hôm nay. Thì từ ngày hôm nay đến 5 năm sau là nó tự trôi đi, anh hiểu không? Là hệ thống JC nó kiểm tra 5 năm thì nó đâu còn nhìn thấy anh nữa. Đấy. Nếu như mình mà không trả thì vẫn cứ còn nợ xấu cả đời. Đúng anh rồi, không có, không trả là hệ thống nợ xấu nó cứ ngày càng lên, mà cái cấp độ thứ 5 là cấp độ cao nhất, nó cứ lên hoài như vậy thôi. Đấy. Thế bọn em không hiểu vì sao mà bọn này tự nhiên đưa được vào nợ xấu mới là giỏi. Ôi, nó liên kết mà anh, FE này nó đơn vị lớn, nó liên kết với ngân hàng trung ương để nó lên hệ thống CIC toàn quốc mà anh. Nên là bây giờ là anh cứ, nó gọi xuống anh cứ đàm phán trực tiếp, khi nào xuống trả tiền, còn cái vấn đề mà yêu cầu nợ xấu là không khả thi rồi. Chỉ có trả tiền xong rồi tất toán xong rồi hết cho nó đỡ đau đầu, nhưng mà anh cứ đàm phán số tiền với nó, tại vì anh trả quá nhiều rồi. Vâng, thì hôm nay em đang định báo, bây giờ em tham khảo, em báo bây giờ nếu như mà trong 5 năm mới tự trôi thì bây giờ hắn báo 13 triệu thôi, hay là mình đóng 13 triệu 5 năm tự trôi, nhưng mà em bảo là đóng 13 triệu xong không biết nó có trôi cho mình hay không nữa cơ. Đóng 13 triệu vào rồi khoảng tầm 1 năm sau nó đòi tiếp, bởi vì 13 triệu này đủ tiền cho anh đóng khoảng tầm 1 năm tiền lãi ấy. Là nó ghi nhận là cái 13 triệu này chỉ là tiền lãi thôi, trong 1 năm đấy ấy, là nó đâu có gọi điện cho anh, đâu có đòi tiếp gì đâu, tại vì anh đã trả trước tiền lãi 1 năm rồi mà, nó là như vậy. Nên là sau đấy 1 năm anh có tìm lại tụi nó cũng không tìm được, mà gặp người khác lại bảo là lúc đó anh làm việc với ai thì anh gặp người đó, còn tôi không biết. Bây giờ nguyên tắc đúng rồi, bên công ty đó cái nữa. Đấy, nguyên tắc tôi giờ tôi lại phải đòi ông là 23 triệu, thậm chí là 28 triệu luôn chẳng hạn như thế. Nên là cái này anh giờ từ giờ là anh phải tỉnh táo, xử lý tỉnh táo chứ không là lại thiệt thân đấy. Em nói rõ như thế bởi vì là nó còn bắt em là bây giờ nếu như ông không trả, ông cũng dám nói là tôi là Nguyễn Văn Huấn mà tôi sẽ không trả tiền cho em hay không. Nên em bảo không, tôi muốn trả chứ mà không muốn trả, nhưng mà hãy giải quyết thì tôi sẽ trả. Anh cứ giữ lại cái bang kia, đang lừa em. Nếu mà trường hợp mà cao ấy là tụi nó không có đòi được anh thì tụi nó cứ làm cái lá đơn ra tòa, tụi nó được 5% phí, thì lúc đấy anh cầm hết toàn bộ những cái file ghi âm này anh ra ngoài tòa anh làm việc, thì anh là người thắng kiện, khỏi phải nộp phí tòa với tụi nó, ngậm ngùi đi về thôi. Lúc đấy anh đàm phán với tòa là tôi này nợ từng này, ghi nhận ra lãi suất từng này và giờ tôi trả 10 triệu thôi, đồng ý là ok, còn không đồng ý thôi. Còn 10 triệu lúc đấy anh thích là bây giờ khả năng tôi không có, tôi chứng minh được tôi đang rất khó khăn, tôi trả mỗi tháng 1 triệu, khi nào hết 10 triệu thì thôi, là 1 năm sau. Nên là cái việc đó, nên là FE nó không có muốn kiện mọi người ra tòa, bởi vì là khi ra tòa mà gặp dân mà hiểu luật, đặc biệt bây giờ có em ở đằng sau em hỗ trợ cho mọi người miễn phí thế này nữa, nó càng không ra tòa, bởi vì ra tòa nó không những không đòi được số tiền lãi mà nó cái tiền gốc nó thu hồi về nó còn không được nguyên cục cơ, mà nó mình còn trả theo cái khả năng của mình, nên là nó rất là hạn chế đưa ra tòa. À, anh đòi em cứ là em bảo là bây giờ tôi nói thật, bây giờ tôi đang chờ bên công ty cả các cô á đưa tôi ra tòa để nói chuyện về lý do vì sao mà đưa tôi vào cái kiểu như tình trạng như thế này. Tôi đang muốn gặp nhau ngoài tòa, đây là hắn còn chửi em luôn nhé. Nó chửi thì anh cứ im lại, bây giờ hệ thống công nghệ cao, ngày xưa anh em còn chưa có điện thoại dùng cùi bắp thì nó còn chửi trên đầu trên cổ, còn dọa này nọ, chứ còn bây giờ ghi âm lại, đó là cái lý do cái sắc đắng nhất luôn. Ghi âm lại có nội dung âm, nhưng anh đừng có xóa đi, anh cứ lưu lại hết cho em. Vâng, nói chung là ghi âm em có một cái ghi âm là một ngày mới tất cả các tin nhắn của nó để cho em vẫn còn hết, kể cả là anh lấy cái công ty Hưng Thịnh nhắn tin cho em và số điện thoại của công ty Hưng Thịnh em vẫn gọi và em ghi âm lại luôn. Em thật thì lâu lâu em cũng trao đổi với chỗ anh Vịnh quản lý nhân viên ở bên đấy, ông bảo là không, bên tớ là chỉ thu hồi nợ của các cái đơn vị bên ngoài, ví dụ như
của công ty ngoài, rồi các cái công nợ này nọ, hoặc là vay tiền cá nhân với cá nhân thôi, còn công bên FE biết này nó làm gì có. Và Hưng Thịnh đã đứng ra luôn rồi, đứng ra nói và công bố ở trên trang web trên Hưng Thịnh ấy là được. Hưng Thịnh không có thu nhận, không có tiếp nhận những cái khoản nợ từ các công ty tài chính, mà chỉ là các khoản nợ cá nhân với cá nhân, hoặc là các công ty mà ví dụ phân bón này mà cho dân vay rồi người ta không có chịu và trả tiền, rồi bắt đầu là anh em mới đi thu hồi công nợ thôi, chứ Hưng Thịnh làm gì mà đi thu mấy cái tiền 5-10 triệu vặt vãnh này, không có. Thì thế thì em mới nghĩ trong đầu là một công ty gọi là công ty đòi nợ mà lại sao mà đi là cái họ dám nhận cái này là vay không có giấy tờ mà họ nên họ dám đi nhận đòi. Không, không có đâu anh, xuống cái là không có giấy, mà giấy tờ thì nhiều khi cũng chưa chính xác đâu, nên là anh cứ bình tĩnh xử lý cái này. Còn bây giờ nó bảo là dọa nạt đất của mình, sợ cái gì anh, nó xuống sợ không kịp về đấy chứ. Thì em có sợ chứ đâu, em đang mong cho nó xuống mà này. Ở ngoài thì mong em nó xuống để em giải quyết cho em luôn. Cuối tuần đúng lịch là cuối tuần này này, đáng lẽ là ngày mai em ra ngoài đấy, tại vì hiện tại là ở ngoài Thanh Hóa cũng có anh Tuấn ấy là đang hỗ trợ cho em. Em muốn ra ngoài thăm anh đấy. Cái thứ hai nữa là lên chùa ở trên Nga Sơn, có cái chùa đấy. Vâng. Cái chùa gì ở trên Nga Sơn em lại quên tên, ở chùa mà của các cô chủ trì ở trên đấy chứ không phải là sư thầy. Anh ra đây gọi điện cho em. Anh là mình đi uống cà phê tư vấn nói chuyện, em đưa anh một số thông tin nữa. Vâng vâng, ok. Em ở thành phố luôn. Em ra là em sẽ gọi cho anh rồi, ở ngoài đấy em quen nhiều mà. Nói chung là vâng. Em ra là alo để anh em gặp nhau nhá. Còn cái đấy thì anh vâng, cứ theo em xử lý đi. Rồi nếu mà anh ra thì anh em mình gọi, còn gặp nhau còn nhiều, anh tư vấn cho em một tí nữa. Rồi. Anh cứ ra đây ở chỗ anh xuống đợi đâu anh gọi anh đi đón được. Rồi rồi, ok anh nhé. Vâng, em ở thành phố mà, chắc là cũng gần chỗ anh bạn của anh gì đó. Vâng vâng, anh để ra rồi em sẽ alo cho anh, rồi anh em gặp chắc quen nữa chứ. Vâng vâng, ok vâng. Anh ở nhà đâu? Em giờ đang ở trong Vâng. Em đi tỉnh suốt à, em mới đi mấy tỉnh Tây Nguyên về đi. Nhất là vì vừa đi làm mấy cái dự án của em, cái thứ hai nữa là vừa đi hỗ trợ anh em rồi. Có mấy anh em cần mà vào chữa trực tiếp ấy, thì em phải đến tận nơi để em tòa cùng. Đấy, nên là em cũng hay đi, thì dự trù là khoảng cuối tháng này, nếu mà chậm lắm thì cũng đầu tháng em ra ngoài đấy. Vâng. Dạ vâng. Thế thì anh có vâng, định anh, ý, có gì thì anh gọi. Anh lưu số em lại thì có gì anh ra thì anh gọi cho em. Anh tên gì nhỉ? Anh. Em Huấn. Huấn, rồi ok anh Huấn nhá. Vâng. Rồi, cứ chào anh nhé, anh lưu số em lại đi rồi ra anh gọi cho em nhé. Rồi, ok. Ở trên sân bay ở đâu em lên đón được không ạ, nhé. Rồi, ok anh nhé. Rồi, anh nhé.